Kinh Đà Phật đảnh phước khánh khi cứu và mật nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng giải nghiệp vãng sanh. Khi ấy ngài khánh hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tuy Như Lai đã tuyên nói về nghị quyết định thứ hai, nhưng nay hãy quan sát người khởi rối ở thế gian, nếu như kẻ ấy chẳng được căn gốc của chỗ vị Bồ thì con tin rằng kẻ ấy chẳng thể gỡ ra. Con cùng với các vị hữu học thuộc hàng Thanh Văn trong chúng hội thì cũng là như vậy. Tuy chúng con từ vô thủy đã sinh ra trong vô minh và dạt mất trong vô minh, tuy chúng con đa văn thiện căn và được xuất gia, nhưng chúng con cũng giống như những kẻ cách vài ngày lại bị sốt. Kính mong Như Lai rủ lòng đại từ bi mà thương xót cho những kẻ chìm đắm trong luân hồi. Làm sao mà hôm nay thân và tâm của chúng con lại bị sức buộc và chúng con phải gỡ ra từ đâu? Kính mong Như Lai hãy chỉ dạy và hầu khiến cho tất cả chúng sanh ở vị lai được thoát biển luân hồi và không rơi vào ba cõi. Khi thác bạch xong, ngài khánh hỷ cùng với các đại chúng cố đạo đảnh lại sát đất tôn giả gọi lại như mưa, thành tâm chờ đợi lời khai thị vô thượng của Như Lai. Khi ấy Đức Phật vì thương xót cho ngài khánh hỷ, các vị hữu học cùng với tất cả các chúng sanh ở vị lai, nên ngài đã làm nhân xuất thế và làm con mắt của tương lai. Ngài đã dùng bàn tay ra đánh đầu của ngài khánh hỷ và từ đó phóng ra ánh sáng màu vàng tím như vàng ở tại sân của cháu thắng kim. Lập tức các thế giới của chư Phật chấn động sáu cách, số lượng chư Như Lai trụ tới nhiều như số vi trần, mỗi vị đều phóng ra ánh sáng báu từ đỉnh đầu và ánh sáng đó đồng từ các thế giới kia chiếu đến rừng cây chiến thắng và rớt vào đỉnh đầu của Đức Phật. Khi ấy các đại chúng được điều chưa từng thấy. Ngài khánh hỷ và các đại chúng đồng nghe chư Như Lai khắp mười phương nhiều như số vi trần, dị khẩu đồng âm bảo ngài khánh hỷ: Nay ông muốn nhận biết vô minh đã sinh ra cùng với ông là căn gốc kết buộc khiến ông phải luân hồi trong sanh tử. Là sáu căn của ông, chẳng phải vật nào khác. Nay ông cũng muốn biết về đạo vô thượng khiến ông mau chứng giải thoát, an lạc, tịch tỉnh, vi diệu, thường hằng, cũng chính là sáu căn của ông, chẳng có vật nào khác. Ngài khánh hỷ tuy nghe, nhưng tâm vẫn chưa hiểu. Ngài cúi đầu thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, làm sao mà sáu căn của con chẳng phải vật nào khác, khiến cho con phải sanh tử luân hồi và đồng thời cũng khiến cho con giải thoát giải thoát an lạc, giải thoát vi diệu thường hằng. Đức Phật bảo: Các trần và các căn đều đến từ một nguồn gốc, giải thoát và trói buộc chẳng phải hai. Tánh của thức là hư vọng và chúng tự như hoa đốm. Do bởi các trần mà pháp luật chi kiến, do bởi các căn mà có thức. Trần và các tướng chẳng có tự tánh, chúng phụ thuộc lẫn nhau như cỏ lao đang riết với nhau. Cho nên bây giờ ông dựa vào tri kiến để nhận biết, và nó là căn gốc của vô minh. Nếu như sự nhận biết tri kiến vốn không thì đó chính là chân tánh thanh tịnh tịch diệt vô lậu. Làm sao ông có thể để vật khác ở trong chân tánh của ông chứ? Khi ấy Như Lai vì muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ đáp rằng: Vũ vi rộng không trong chân tánh, do bởi duyên sanh nên nhân diệt, vũ vi vô khởi bất sanh diệt, nhưng chúng cũng chẳng thật như hoa đốm. Giảng nói hư vọng để hiển lộ chân, nhưng hư vọng và chân là hư vọng, chân và hư vọng vốn phi chân, năng kiến sở kiến làm sao có, giữa hai chúng không thật tánh, cho nên đang siết như cỏ lao. Giải thoát và trói buộc đồng sở nhân, thánh nhân phàm phu chẳng ai nói, nay quán sát thở trong thánh siết có công cả hai đều chẳng phải, si mê tâm tối đức minh, phát huy diệu minh để giải thoát. Tháo phúc cũng phải theo thứ tự, khi sáu đã gỡ ra một cũng sẽ tiêu vong. Tuyển chọn một căn đắc viên thông, bước vào dòng thánh thành chánh giác, Như Lai tỉnh thức đắc vi tế, tập khí kết thành dòng chảy xiết. Chân quái phi cho nghe sẽ mê, nên ta hiếm nói về việc ấy.
Nếu như tâm của ông giữ tâm không, huyễn phi huyễn sẽ trở thành pháp huyễn hóa, huyễn đạt phi huyễn chẳng nắm giữ phi huyễn mà còn chẳng sanh ra. Huống nữa là huyền pháp sao thành lập, đây là diệu pháp, đây là pháp diệu liên hoa, kim cang kim cố, bảo sát vương, như nguyện chánh định, ai tu hành, vừa khẽ móng tay, có khẽ móng tay, vô học. Đây là diệu pháp không gì sánh, chư Phật Thế Tôn khắp mười phương. Một đường thẳng đến tịch diệt môn, sau khi nghe bài kể giáo huấn từ bi vô thượng của chư Phật Như Lai, kết hợp với diệu lý thanh tịnh ánh trị, mắt tâm của họ được mở sáng và tán thán là điều chưa từng có. Ngài Khánh Thị cúi đầu với Phật trần, nhờ lòng đại từ bi vô thượng của Đức Phật mà con được nghe pháp cứu chân thật về thánh tịnh diệu thần hằng. Nhưng nay chúng con vẫn chưa hiểu rõ và thông đạt về phương pháp tế tự tháo gốc, khi sáu đã gỡ ra và một sẽ tiêu vong, kính mong Như Lai rủ đồng đại từ bi mà khai và thương xót chúng ngoại này một lần nữa, và cũng vì tất cả các chúng sanh ở hiện lai mà ban thí pháp âm và tẩy trừ các ẩn của trầm luân. Khi ấy Đức Phật vẫn đang ngồi trên tòa sư tử, ngài chỉnh áo trong và đại y phát ở ngoài, rồi giơ tay đến bàn bảy báo trước mặt, lấy tấm khăn tròn hoa văn được một vị thiên thần ở trời điện thời dâng lên ở giữa đại chúng. Ngài buộc chiếc khăn tròn hoa văn thành một nút bút và bảo ngài Khánh Hỷ, đây là gì? Ngài Khánh Hỷ và các đại chúng thưa rằng, dạ đây là một nút bút, thưa Thế Tôn. Tiếp đến Như Lai liền buộc một nút bút khác chồng lên tấm khăn tròn hoa văn và bảo ngài Khánh Hỷ, đây là gì? Ngài Khánh Hỷ và các đại chúng thưa rằng, đây cũng là một nút bút khác, thưa Thế Tôn. Lần được như thế, Đức Phật đã buộc tổng cộng 6 nút gốc chồng lên ở tấm khăn tròn hoa văn. Mỗi lần buộc, ngài đều hỏi Khánh Hỷ, đây là gì? Ngài Khánh Hỷ và các đại chúng đồng thưa rằng, ở mỗi nút gốc, ngài Khánh Hỷ và các đại chúng đều đồng thưa rằng, đây cũng là một nút gốc khác. Đức Phật bảo, khi ta buộc nút gốc đầu tiên, thì ông gọi là một nút gốc. Ngay từ đầu đây chỉ là một tấm khăn tròn hoa văn, vậy khi tại sao ta buộc ở nút cúc thứ hai và nút cúc thứ ba, các ông lại cho rằng đây cũng là một nút cúc khác? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, mặc dù đây là một tấm khăn tròn hoa văn bí báu được dệt thành và là một vật, nhưng theo sự suy nghĩ của con, khi chúng được buộc thành thì gọi là một nút cúc. Cho dù Như Lai có buộc 100 lần thì chúng con vẫn mãi gọi là 100 nút cúc. Huống hồ chỉ có 6 nút cúc ở trên tấm khăn, Như Lai đã không buộc đến nút cúc thứ 7 và cũng chẳng dừng lại ở nút cúc thứ 5. Thế thì tại sao Như Lai lại chỉ thừa những nút cúc thứ nhất mà không thừa những nút cúc thứ 2 và nút cúc thứ 3? Đức Phật bảo, này Khánh Hỷ, ông nhận biết rằng tấm khăn tròn hoa văn này chỉ là một tấm khăn, và khi ta buộc 6 lần thì gọi là 6 nút cúc. Nam hãy quan sát tường tận, thể của tấm khăn lại giống nhau, nhưng do sự thắc mắc mà không cho rằng chúng có sai khác. Ý ông nghĩ sao? Khi ta buộc nút cúc đầu tiên thì gọi là nút cúc thứ nhất, vậy nay ta muốn mang nút cúc thứ sáu thành nút cúc thứ nhất có được hay chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng, dạ không thưa Thế Tôn, do có sáu nút cúc nên vĩnh viễn không thể gọi nút cúc thứ nhất là nút cúc thứ sáu được. Con suốt đời chuyên chú vào sự học hỏi và biện luận, thế thì làm sao có thể nhận lẫn được nút cúc thứ nhất và nút cúc thứ sáu chứ? Đức Phật bảo, sáu nút cúc thì chẳng giống nhau. Nay ta và ông hãy thứ tự nhìn lại nguồn gốc hình thành của chúng. Sáu nút cúc này được làm từ một chiếc khăn, và nếu muốn chúng tạp loạn chẳng theo thứ tự thì cũng không thể được. Sáu khăn của ông thì cũng lại như vậy, ở trong một cuốn khánh, sự khác biệt tất sẽ khởi sanh. Khi ấy Phật bảo ngài Khánh Hỷ, giả sử ngài Khánh Hỷ không muốn sáu nút cúc ở trên tấm khăn, mà chỉ muốn đó là một tấm khăn dài, thế thì làm sao sẽ được? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, một khi các nút cúc vẫn còn, thì sẽ sanh ra cái học phải ở trong đó.
nốt gốc này chẳng phải là nốt gốc kia chẳng phải là nốt gốc này, và nay Như Lai muốn diệt trừ tất cả, không còn nốt gốc nào thì sẽ chẳng còn sự phân biệt đây kia. Tên gọi của nốt gốc thứ nhất còn chẳng có, huống nữa là nốt gốc thứ 60. Đức Phật bảo, khi sáu căn đã gỡ ra và một sẽ tiêu vong thì cũng tương tự như vậy. Sự cuồng loạn về tâm tánh của ông từ vô thủy nên đã phát khởi các tri kiến hư vọng. Những sự hư vọng này phát sanh và chẳng thôi dừng nghỉ. Khi sự căng thẳng đè lên nhận biết thì sẽ phát khởi các trần cảnh. Ở giữa tánh trạm nhiên tinh nguyên minh lẻo, sự cuồng loạn mà chẳng do nguyên nhân, tất cả muôn vạn vật ở thế gian, dù là đất đai, sông núi cho đến sinh tử tịch diệt, đều chỉ là do sự căng thẳng, cuồng loạn và điên đảo, và chúng tự như hoa đấm. Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, dạ sự căng thẳng này cũng giống như sáu nốt gốc, làm sao có thể giải trừ chúng? Khi ấy Đức Phật dùng tay kéo các nốt gốc sang bên trái bảo Ngài Khánh Hỷ, có phải gỡ ra như thế này chăng? Dạ không thưa Thế Tôn. Rồi Đức Phật liền kéo sang bên phải bảo Ngài Khánh Hỷ, có phải gỡ ra như thế này chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, dạ không thưa Thế Tôn. Đức Phật bảo, khi ta kéo các gốc này sang trái và sang phải đều chẳng thể gỡ ra, nay không có cách nào để gỡ ra hay chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, dạ Như Lai phải tháo ra từ giữa mọi nốt gốc thì mới nới lỏng chúng được. Bảo như thị, nếu ai muốn cởi gốc thì phải tháo ra từ ở giữa một nốt gốc. Nay ta thuyết giảng về pháp là nhân duyên sanh, là từ nhân duyên sanh, nhưng những pháp này không phải nắm lấy từ tướng hòa hợp thôi kịch của thế gian. Như Lai đã hiển lộ rõ về pháp thế gian và pháp sắc thế gian, ta biết rằng bổn nhân của chúng tùy theo duyên mà khởi sanh, thậm chí cho đến số lượng nước, số lượng hạt mưa rơi ở trên thế giới và các cha thế giới khác nhiều như các sông hành, ta cũng đều biết. Ta đều biết rằng nguyên do của vạn vật hiện, nguyên do của mọi sự việc ở hiện tiền. Vì sao cây tùng hẳn đứng, gai gấp uốn cong, chim ngỗng màu trắng, chim quạ màu đen? Này Khánh Hỷ, nay ông hãy tuyển chọn kỹ càng từ một căn trong sáu căn của ông. Khi một căn đã khi nút gốc của một căn đã được cởi ra thì trần tướng của nó tự động sẽ tiêu tan và hư vọng sẽ được diệt trừ. Thế thì những gì còn lại sao không gọi là chân thật chứ? Khi ấy Phật bảo Ngài Khánh Hỷ, này Khánh Hỷ, nay chúng ta muốn gỡ đồng thời tất cả sáu căn có được hay chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, dạ không thưa Thế Tôn, do các nốt gốc này được buộc theo thứ tự nên chúng cũng phải được tháo ra theo thứ tự. Mặc dù sáu nốt gốc này đều nằm trên một chiếc khăn, nhưng chúng được buộc ở những thời điểm khác nhau. Vì vậy, làm sao có thể đồng thời gỡ ra hết được chứ? Đức Phật bảo, giải trừ sáu căn thì cũng là như vậy. Khi một căn được gỡ ra đầu tiên, thì trước tiên họ sẽ nhận biết rằng ngã là không. Khi hiểu rõ thấu triệt không tánh thì sẽ giải trừ được tất, thì sẽ giải thoát được, thì sẽ thoát khỏi được các pháp. Khi các pháp được giải thoát thì ngã và pháp là không và chẳng khởi sinh nữa. Đây được gọi là Bồ Tát từ chánh định mà vào vô sanh nhẫn. Khi Ngài Khánh Hỷ và các đại chúng tiếp họ lời dạy từ bi vô lượng của Như Lai thì họ được tuệ giác viên thông và không còn hoài nghi. Khi ấy Ngài Khánh Hỷ cúi đầu đảnh lễ sát đất, chắp tay cung kính thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, nay thân và tâm của chúng con được tỏa sáng và được sự hiểu biết vô ngại, chúng con đã giác ngộ về nghĩa lý, khi sáu đã gỡ ra và một đã tiêu vong, nhưng chúng con vẫn chưa thấu hiểu căn nào sẽ giúp chúng con và sẽ dẫn chúng con đến viên thông. Chúng con phiêu dạt trong sinh tử đến nhiều kiếp như kẻ ăn xin cô độc. Chúng con không ngờ rằng mình lại gặp được Như Lai và có mối quan hệ mật thiết với Ngài và trở thành
và được thành tựu và được vào đạo. Chúng con không ngờ rằng mình có mối quan không ngờ gặp được Như Lai có mối quan hệ mật thiết với Ngài và được vào đạo. Nhưng nay những lời mật ngôn mà chúng con nghe được đồng như giác ngộ căn bản. Như thế với việc chưa hề nghe chẳng có gì khác biệt. Kính mong Như Lai hãy rủ lòng đại từ bi mà hội thí pháp bí mật, và đây cũng chính là lời khai thị tối hậu của Như Lai. Sau khi thỉnh cầu xong, Ngài khánh hỷ cúi đầu đảnh lễ sát đất lui xuống, ẩn tàng vào tâm bí mật và hy vọng Đức Phật sẽ mặc truyền cho Ngài. Khi ấy, Đức Phật bảo tất cả các chư đại Bồ Tát cùng với các vị ứng chân đã tận trừ các lậu trong chúng hội này. Các đại Bồ Tát cùng với các vị ứng chân, các ông đã sanh trưởng trong pháp của ta và thành tựu đạo vô học. Nay ta hỏi các ông, khi sơ phát khởi đạo, khi phát khởi đạo tâm lúc tới sơ, các ông đã dùng cái nào trong 18 giới để đắc liên thông và dùng phương tiện gì để vào chánh định? Một, Ngài Đại Bồ Tát liền và các vị khác trong nhóm năm bụi Bhikshu liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với tránh niệm rất trong của Phật, thưa với Phật rằng: khi ở vườn nai và vườn gà, con đã thấy Như Lai thành đạo lúc tối sơ. Nghe âm thanh của Phật, chúng con liền giác ngộ bốn thánh đế. Khi Phật hỏi: con và các vị Bhikshu là người tiên giải đầu tiên, khi ấy Đức Phật đã ấn chứng đặt tên cho con là Giải, do âm thanh vi diệu bốn mật hiển lộ khắp nơi đến con, và do từ âm thanh mà con trở thành một ứng chân. Nghe Phật hỏi về viên thông, nhưng qua sự chứng đắc của con, quan sát âm thanh là phương pháp đệ nhất. Hai, bây giờ tôn giả Trần Thánh Hiền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, tư với Phật rằng: thưa Thế Tôn, con cũng nhìn thấy Như Lai thành đạo lúc ban sơ. Con quan sát các tướng là bất tịnh và sanh tâm nhằm chán vô cùng, do con nhận biết rằng các sắc tánh là bất tịnh và sương chấn trở thành vi trần tán biến trong hư không, do con thấu hiểu rằng các hình sắc và hư không đều thật sự vẫn tồn tại, nên con đã thành tựu đạo vô học. Như Lai ứng chứng đặt tên cho con là Trần Thánh, do hình sắc vi diệu bí mật hiển lộ khắp nơi đến con, do từ các sắc tướng mà con trở thành bậc ứng chân. Nay Phật hỏi về viên thông, nhân qua sự chứng đắc của con, quán sát hình sắc là phương pháp đệ nhất. Ba, bây giờ đồng tử không nghiêm này từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật, tư với Phật rằng: thưa Thế Tôn, khi nghe lời dạy của Như Lai, hãy quán sát từng tầng các tướng hữu vi, con sau đó đã rời xa Phật và ẩn tu ở một nơi thanh tịnh yên tĩnh, rồi con quán sát các vị biết xu thấp hương trầm thủy, mùi hương đó nặng nề đã vào trong lỗ mũi của con quán sát nguồn cội của chúng chẳng đến từ gỗ, chẳng đến từ hư không, chẳng đến từ nguồn từ khói và chẳng đến từ lửa, chúng các mùi hương này, con nhận biết rằng các mùi hương này chẳng đến từ đâu và cũng chẳng đi về đâu. Khi ấy ý thức tiêu quang vô lượng phát huy, con được Như Lai ấn chứng và đặt tên là Hương Nghiêm. Mặc dù mùi hương hốt nhiên diệt mất, nhưng hương thơm dịu, nhưng dịu hương bí mật hiển lộ khắp nơi đến con, và do từ hương thơm dịu nghiêm mà con trở thành bậc ứng chân. Như là nay Phật hỏi về viên thông, nhưng do sự chứng đắc của con, quán sát mùi hương là phương pháp đệ nhất. 4. Bây giờ, hai vị Pháp Vương Tử là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát cùng với 500 vị Phạm Thiên ở trong chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ với cánh trạng trắc linh của Phật, thưa với Phật rằng: từ vô thủy thì chúng con đã làm lương y ở thế gian, chúng con trong mọi chúng con đều nếm qua vị của cỏ cây và vị của kim thạch ở thế giới kham dữ, tổng có 108.000 loại. Chúng con đều biết vị nếm của mọi thứ như là đắng, chua, mặn, lạc, ngọt, hoặc cay. Chúng con cũng đều biết đặc tính của chúng khi hòa hợp và phát sinh biến dị như là nóng, lạnh, có độc hay vô độc. Đương lúc phụng sự Như Lai, chúng con nhận biết rằng những vị nếm này chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải từ căn lưỡi thức của lưỡi, cũng chẳng phải lìa căn lưỡi hay thức của lưỡi. Do sự phân biệt giữa các vị nếm mà con được giác ngộ, khi ấy như
Khi ấy Đức Phật đã ứng chứng và đặt tên cho hai anh em con là Dược Thư Vương Bồ Tát và Dược Thừng Bồ Tát. Bây giờ ở trong chúng hội, chúng con là hai vị Pháp Vương Tử do từ Việt Nam mà chúng con được giác ngộ và thăng lên quả vị của Bồ Tát. Nay Phật hỏi về viên thông, nhưng qua sự chứng đắc của con, quán sát viên nén là phương pháp đệ nhất. Năm, bây giờ Ngài hiện hộ cùng với các vị khác ở trong nhóm 16 vị khai sĩ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng khi nghe pháp của Đức Phật uy âm phương, con đã liền theo Phật xuất gia. Cũng bằng lúc các chư tăng đi tắm gội theo tục lệ, con cũng vào nhà tắm, hốt nhiên tiếp xúc với nước mà con nhận biết rằng nước chẳng thể rửa sạch bụi bặm và chẳng thể tẩy rửa được thân thể của con. Khi ấy con được an nhiên và nhận biết rằng không có gì hết. Do vậy mà con chẳng hề quên những việc đã xảy ra, và cho đến hiện nay nhân theo Phật xuất gia mà con thành tựu đạo vô học. Khi ấy Đức Phật đã ứng chứng và đặt tên cho con là Hiền Hộ, và do xúc chạm vi diệu hiển lộ khắp nơi đến con mà con trở thành một người con của Phật. Sáu, bây giờ Tôn giả Đại Ẩm Quang cùng với Bhikshu Ni Tự Kim Quang liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của cùng với những vị khác liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nhớ thuở xưa có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng xuất hiện ở thế gian vào kiếp trước của trong thế giới này, thì con đã được thân cận nghe pháp và tu học. Khi Đức Phật diệt độ, con đã cúng dường xá lợi, con thắp đèn để cháy sáng liên tục, con lại mạ vàng hình tượng của Phật, làm cho nó phát ra ánh sáng màu vàng tím, và do đó đời đời sanh ra, con thân thể con được hoàn chỉnh và luôn có ánh sáng màu vàng tím. Vì Bhikshu Ni Tự Kim Quang cùng với những vị khác là quyến thuộc của con, tất cả đồng phát khởi đạo tâm. Do con quan sát sự biến hoại của các pháp trần thế gian, do con duy chỉ tu hành quan sát trọng không và tĩnh lặng của các pháp trần, mà con được vào diệt tận định. Khi đó mà con được vào diệt tận định, khi đó con có thể khi đó thân và tâm của con có thể là vượt qua trăm ngàn kiếp mà giống như thời gian chừng gãy móng tay, và do con quán sát không pháp nên con đã trở thành bậc ứng chân Như Lai. Đã đích thân ứng chứng rằng con là vị tu hành khổ hạnh bậc nhất, và khi đó các lậu của con được diệt trừ. Nay Phật hỏi về viên thông, nhưng qua sự chứng đắc của con thì quán sát pháp trần là phương pháp đệ nhất. Bảy, khi ấy Tôn giả Vô Diệt liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng: khi mới xuất gia theo Phật vào đạo thì con thích ham ngủ. Như Lai gọi trách rằng: con chẳng khác nào như súc sanh. Khi nghe lời gọi trách của Như Lai, con khóc lóc và tự trách chẳng ngủ 7 ngày nên mắt bị mù lòa. Đức Phật vì thương xót đã khai thị cho con về nhạo kiến, chiếu minh chánh kim cang chánh định, đã khai thị cho con về nhận kiến chiếu minh kim cang chánh định. Khi sau khi tu tập thì con chẳng nhớ đến
con mắt mà có thể nhìn thấy thông suốt và rõ ràng mọi thứ ở mười phương như nhìn trái xoài trong lòng bàn tay. Do đó mà con trở thành bậc ứng chân và được bậc ứng chứng. Nay Như Lai hỏi về viên nay Phật hỏi về viên thông nhân qua sự chứng đức của con, vì xoay ngược căn mắt trở về nguồn gọi là phương pháp đẹp nhất. 8. Bấy giờ Tiểu Lộ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán thảm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng: Do con có trí nhớ kém cỏi và chẳng được căn tánh đa văn, khi mới gặp Phật nghe pháp và rồi sinh xuất ra, thì con đã trong suốt 100 ngày con cố gắng ghi nhớ một câu kệ của Phật, nhưng khi nhớ được câu đầu thì quên câu sau, nhớ được câu sau thì quên câu trước. Phật vì thương xót con tối dạ nên đã chỉ dạy con tìm một nơi vắng lặng để điều hòa hơi thở. Sau khi quan sát hơi thở một cách sau khi quan sát hơi thở một cách từng ly từng tí, cho đến khi phân biệt được mỗi niệm sanh trụ dị diệt của các hành, thì phát nhiên con tâm con chẳng còn bị ngăn ngại cho đến khi các hành diệt trừ, và rồi con trở thành bậc ứng chân. Khi ở đó thì con được Phật ứng chứng thành bậc vô lậu và đứng dưới pháp tòa của Phật. Nay Như Lai, nay Phật hỏi về viên thông nhân qua sự chứng đắc của con, thì quan sát sự động không của hơi thở là phương pháp đệ nhất. 9. Bây giờ đồng tử Hương Nghiêm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát. Bây giờ Ngưu tướng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: Vào kiếp xưa thì con đã tạo ra nghiệp ác, thông qua lời nói của mình con đã khinh miệt người xuất gia, do đó đời đời sinh ra con mắc một chứng bệnh nhai thức ăn như là bò nhai cỏ. Thì Đức Phật vì thương xót mà đã khai thị cho con về tâm địa pháp môn của một vị thanh tịnh. Khi đó thì vọng tâm của con dừng nghỉ và con được rồi chánh định, do con quan sát và nhận biết được vị nếm chẳng phải đến từ là đến từ căn lưỡi hay vật nếm, ứng theo tâm niệm mà con siêu vượt các lậu của thế gian. Khi đó con thoát khỏi thân tâm ở bên trong, để lại thế giới bên ngoài và lìa xa ba cõi như chim sổ lồng. Do con tách thì cấu nhiễm và diệt trừ các trần lao mà con được pháp nhãn thanh tịnh và trở thành bậc ứng chân. Như Lai đích thân ứng chứng rằng con đã thành bậc vô học. Nay Phật hỏi về viên thông nhưng qua sự chứng đắc của con, thì tách lìa tách vị giác ra khỏi vật nếm để trở về chính nó là phương pháp đệ nhất. 10. Khi ấy tôn giả Dư Tạch liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, lúc khi sơ phát khởi đạo tâm theo Phật vào đạo thì con rất nhiều lần con nghe Như Lai nói rằng muôn sự việc ở thế gian đều chẳng thể an vui giữa lúc tư duy pháp môn này. Khi trên đường thất khất thịt ở trong thành vào một ngày nọ, con đã bất giác dẫm trúng phải gai độc. Khi ấy toàn thân con đau nhức, con liền quan sát cảm giác này và con nhận biết rằng cái cảm giác đau nhức khổ xiết, cảm giác đau đớn khổ xiết, và nhưng con cũng nhận biết rằng cái cảm giác của sự đau đớn, con thấu hiểu rằng tâm thanh tịnh thì chẳng có đau đớn hay cảm giác của sự đau đớn. Con tư duy thêm một lần nữa, làm sao mà một cái thân lại có hai cảm giác? Sau khi thu nhiếp niệm này chẳng bao lâu thì thân tâm con trở nên rỗng không. Sau 21 ngày thì con dần dần trừ sạch được các lậu và con trở thành bậc ứng chân. Như Lai đích thân ứng chứng rằng con đã thành bậc vô học. Thì nay Phật hỏi về viên thông nhưng qua sự chứng đắc của con, thì thanh tịnh xuất giác cho đến khi quên hẳn có thân là phương pháp đệ nhất. 11. Tôn giả Thiện Hiện liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: Từ kiếp lâu xa về trước, con đã được vô ngại và
tự nhớ viết vô số đời thọ sanh nhiều như các sông Hằng. Dù ở trong thai của mẹ nhưng con vẫn tự nhớ viết tịch tỉnh của hư không, và như thế cho đến mọi thứ ở mười phương đều là không. Con cũng làm cho tất cả các chúng sanh ở chúng sanh được chứng đắc không tánh. Do Như Lai đã hiển lộ rằng tánh của giác là chân không và tánh của không là viên minh, mà con trở thành bậc quý chân, thì con lập tức liền bước vào biển chân không sáng báo của Như Lai và vào tri kiến của Phật. Khi ấy, Đức Phật đã ứng chứng rằng con đã thăng lên quả vị vô học và là vị đệ nhất đã đạt đến giải thoát qua tánh không. Nay Phật hỏi về viên thông thì các quán sát các tướng đều là không, cái biết về rỗng không và cái nhận biết về rỗng không đều tiêu tan. Xoay chuyển phương pháp trở về không, đây là phương pháp định thức. 12. Bấy giờ, tôn giả Thu Lộ Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ với trán trạm trách chân của Phật, nguyên với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, từ kiếp lâu xa về trước, con đã được thanh tịnh thức của mắt, do đó mà vô số đời thọ sanh nhiều như các sông Hằng, thì con chỉ cần nhìn một lần mà có thể nhìn thông suốt và chẳng bị ngăn ngại về muôn sự biến hóa của pháp thế gian và xuất thế gian. Con đã gặp hai anh em ẩm vang ở giữa đường và họ đã giải thích cho con về lý thuyết viên cõi, do đó mà con giác ngộ vô biên của tâm, rồi con theo Phật xuất gia. Và khi vị giác của con được viên minh thì con trở thành bậc ứng chân, và con trở thành bậc ứng chân khi ấy thì con được làm trưởng tử của Phật, sanh ra từ miệng của Phật và hóa sanh thành pháp. Nay Đức Phật hỏi về viên thông, nhưng qua sự chung thức của con, của mắt phát ra ánh sáng đó chiếu đến tận cùng, rồi nó chiếu soi về tri kiến, chiếu soi vào tri kiến của Như Lai, đây là phương pháp đệ nhất. 13. Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ với trán trạm trách chân của Phật, thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con đã làm pháp hương tử của bên cạnh Như Lai nhiều như các sông Hằng, những đệ thì tử nào có căn tánh Bồ Tát thì mười phương Như Lai đều dạy hỏi tu hạnh Phổ Hiền, đây là pháp môn được đặt theo tên gọi của con. Với thức của mắt, con có thể phân biệt được tri kiến của mỗi chúng sanh. Với thức của mắt thì con có thể phân biệt tri kiến của mỗi chúng sanh, dù là ở tại thế giới này có cách xa các thế giới khác, các thế giới ở phương khác nhiều như các sông Hằng. Nếu bất kỳ chúng sanh nào phát khởi hạnh Bổ Hiền, con liền phân ra thành trăm ngàn hóa thân và cởi vôi trắng sáu ngà đều đến nơi đó. Mặc dù có những chúng sanh nghiệp chướng thâm trọng nên chẳng thấy con cũng sẽ ở kế bên âm thầm xoa đỉnh đầu, ủng hộ, an ủi và khiến cho họ được thành tựu. Nay Phật hỏi về viên thông, như con đã trình bày về bổn nhân tu hành của mình, thì tâm con lắng nghe rõ ràng phương trực tự tại là phương pháp đệ nhất. 14. Bây giờ tôn giả Diễm Hỷ liền từ chỗ ngồi đứng dậy lên lại với trán chạm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng: Thì khi mới xuất gia theo Phật vào đạo, con đầy đủ các giới được, nhưng khi muốn vào chánh định thì tâm con lại tán loạn. Khi ấy Đức Phật đã dạy con cùng với tôn giả Đại Tất hãy quan sát điểm trắng ở trên ngọn mũi, sau 21.000 quan sát tường tận, con thấy rằng hơi thở ra vào của mình giống như làn khói, và khi ấy tâm của con phát ra ánh sáng do quang minh ở bên trong và nó chiếu sáng khắp mười phương, tất cả đều trở thành thanh tịnh trong suốt như lưu ly. Làn khói ở trong lòng của con dần dần tinh lọc cho đến khi trở thành màu trắng. Khi thấy con được giác ngộ và diệt trừ sạch các lậu hơi thở ra và hơi thở vào của con, thì biến thành quang minh và chiếu sáng khắp mười phương.
khi ấy hơi thở ra và hơi thở vào của con trở thành quang minh chiếu sáng khắp mười phương. Do đó mà con trở thành bậc ứng chân và Như Lai đích thân ứng chứng rằng con sẽ thành đạo vào ở đời vị lai. Nay Phật hỏi về viên thông, nhưng qua sự chứng đắc của con thì tinh lọc hơi thở cho đến khi phát ra ánh sáng, rồi khi quang minh chiếu khắp các lầu được diệt trừ, đây là phương pháp đệ nhất. 15. Bây giờ Tôn giả Mãn Từ Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thì từ kiếp lâu xa về trước con đã được biện tài vô ngại. Khi thuyết giảng về khổ và không thì con có thể thông và thâm sâu vào thần tướng. Như vậy cho đến các pháp biến mật của Như Lai nhiều như cát sông Hằng, con có thể khai thị với nghĩa lý vi diệu ở giữa đại chúng mà chẳng hề sợ hãi. Thì biết con có được biện tài vô ngại thì Đức Phật đã dạy con dùng âm thanh để tuyên dương chánh pháp. Kể từ đó con theo Phật trợ chuyển pháp luân, và với lời thuyết giảng như sư tử thống, con trở thành ứng chân. Như Lai đã đích thân ứng chứng rằng con là vị Phật đắc thuyết pháp đệ nhất. Nay Phật hỏi về phiên thông, nhưng qua sự chứng đắc của con liền phát âm để hàng phục ma quán và diệt trừ các lòng, đây là phương pháp đệ nhất. 16. Bây giờ cần thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chánh cảnh sát chân của Phật, thưa với Phật rằng con đã đích thân đích thân hộ tống Đức Phật vượt thành xuất gia. Con đã tận mắt nhìn thấy Như Lai tu khổ hạnh suốt 6 năm. Con cũng tự mình biết được Như Lai đã hàng diệt chúng ma, chế phục ngoại đạo, giải thoát được tham dục và tận trừ các loạn của thế gian. Nương theo giới luật của Phật dạy, con dần dần đầy đủ 3.000 uy nghi, 80.000 hành vi tế, 3 tánh nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp cả thiện hay ác, và các tánh cấm thể dự thanh tịnh. Khi ấy thân tâm con với cấm thể điều thanh tịnh, khi đó thân tâm con được tịch diệt và con trở thành bậc ứng chân. Giờ đây con là vị giới sư ở giờ đây con đã trở thành vị giới sư và ở không và đích thân Như Lai ấn chứng rằng con đã trì giới thân lẫn tâm và được đệ chúng tôn là bậc nhất. Nay Phật hỏi về viên thông, nhân qua sự chứng đắc của con thì con giữ gìn thân nghiệp cho đến khi thân con được tự tại, và giữ gìn tâm ý cho đến khi tâm được thông đạt. Sau khi thân và tâm được thông suốt thì đây là phương pháp đệ nhất. 17. Bây giờ ngài đại tôn giả đại thải thục thị liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán trọng sát chân của Phật, thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nhớ vào thuở xưa khi đang đi khất thực thì con đã gặp ba anh em của Ẩm Vang là Mộc Qua Lâm Ẩm Vang, Tượng Ẩm Vang và Hà Ẩm Vang. Thì họ đã tuyên giảng cho con về nghĩa lý thâm sâu của nhân và duyên. Khi đó thì họ đã tuyên giảng cho con nghĩa lý thâm sâu của nhân và duyên. Khi đó con liền phát khởi đạo tâm và được thông suốt hoàn toàn. Khi được Như Lai thu nhận thì từ bi thu nhận thì đại y hốt nhiên phát lên thân, râu tóc của con tự rụng. Khi ấy con có thể du hành khắp mười phương mà chẳng bị thương ngại. Và chẳng bị ngăn ngại do thần thông hiển lộ, mà con đạt đến vô thượng và trở thành bậc ứng chân như không chỉ riêng Như Lai mà các không chỉ riêng Thế Tôn mà các chư Như Lai khắp mười phương đều ngợi khen thần lực của con là
viên minh thanh tịnh, từ bại vô ý. Nay Phật hỏi về viên thông nhân qua sự chứng đắc của con, thì con xây ngục thức tâm để trở về chân tâm, để trở về chân tâm trạm nhiên. Con xây ngục thức tâm để trở về thân tâm. Con xây ngục thức tâm để trở về thân tâm trạm nhiên. Khi đó quang minh ở trong tâm của con chiếu sáng và hiển lộ dòng chảy ô trượt, rồi dần dần trở thành thanh tịnh óng ánh. Đây là phương pháp đẹp nhất. 18. Khi ấy hóa đầu kim cang liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến lễ với trán chạm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thì con nhớ thuở xưa có đức thưa Thế Tôn, thì con nhớ thuở xưa thì con có tính tham dục rất nặng nề. Khi ấy có đức Phật là Công Quân xuất hiện ở thế gian. Ngài nói rằng tâm tham dục sẽ được hình thành ở trong những ai có nhiều lòng tham dục. Ngọn lửa cháy hừng hực sẽ được hình thành ở trong tâm của những ai có nhiều lòng tham dục. Khi ấy thì Ngài đã dạy con quán sát dòng khí nóng lạnh chảy dọc ở trong khắp các khớp xương và tứ chi. Khi ấy có một ánh sáng thần diệu ngưng tụ ở trong thân con để chuyển tâm dâm dục nặng nề của con thành tựa trí tuệ. Thì khi ấy thì các chư Phật gọi con là hỏa đầu, và nhờ vào hỏa quan chánh định mà con trở thành Phật ứng chân. Khi ấy con phát đại nguyện rằng hễ có ai mà thành tựu Phật đạo, con sẽ làm lực sĩ để hộ vệ và đích thân hàng phục ma oán. Nay Đức Phật hỏi về viên thông nhân qua sự chứng đắc của con, thì con quán sát những nơi ấm ở trong cơ thể con cho đến khi lưu thông chẳng trở ngại. Khi các lòng được diệt trừ thì quang minh ở trong tâm con sẽ chiếu sẽ phóng sẽ chiếu sáng sẽ chiếu ra ánh sáng báu rực rỡ, thắp sáng con đường đến vô thượng giác. Đây là phương pháp đẹp nhất. 19. Bây giờ Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nhớ thời xưa khi Như Lai Phổ Quang xuất hiện ở thế gian, con là một vị Bích Xu. Tất cả các đại lộ, bến đò, con đường ga đồng hoặc những lối đi hiểm trở bị hư hoại và có thể gây tổn thương đến ngựa và xe thì con đều làm cho bằng phẳng. Con vác cát dưới đất để sửa chữa, và có lúc con xây cầu thì trải qua vô lượng chư Phật xuất hiện ở thế gian, con xin làm những việc khổ nhọc như thế. Hoặc ngay ở trước cổng chợ có người cần khiêng vác đồ đạc, con liền giúp họ khiêng vác đến nơi đích và bỏ đi mà chẳng nhận tiền công. Và có một khoảng thời gian đói kém ở vào thời Đức Phật biến thắng, thì con đã cõng người yếu đuối ở trên lưng, dù xa hay gần con cũng chỉ lấy một đồng. Và nếu có xe của ai mà bị lún trong bùn thì con cũng giúp người đó giải trừ gánh nặng, dùng thần lực của mình để đẩy xe lên cho đến khi nó có thể lăn bánh. Khi ấy thì vị vua của nước này muốn thỉnh chư Phật vào cung để dọn thức ăn chay. Con liền làm cho đất bằng phẳng và chờ đợi Phật đi qua. Đức Phật biến thắng đã dùng tay xoa lên đỉnh đầu của con và bảo rằng ông chỉ cần làm bằng phẳng đất tâm của mình thì tất cả đất đai trên thế giới đều bằng phẳng. Khi ấy tâm con được mở thông, con quán sát các và con thấy rằng các vi trần ở trong thân con và vi trần tạo ra thế giới là giống nhau. Tánh tự tánh của những vi trần này chẳng rất chạm với nhau, và như thế cho đến vi trần của binh khí cũng chẳng có chỗ xuất chạm. Khi ấy thì con đã giác ngộ được vô sanh nhẫn ở trong khi ấy con đã giác ngộ được vô sanh nhẫn ở trong pháp tánh rồi ở trong pháp tánh con trở thành bậc ứng chân. Rồi sau đó con hồi tâm để vào các quả vị của Bồ Tát. Khi nghe Như Lai thuyết giảng về pháp diệu liên hoa là căn bản để đạt đến tri kiến của Phật, thì
Sự hiểu biết của con liền được ấn chứng và con trở thành thiện thủ trong chúng hội. Nay Phật hỏi về viên thông, nhưng qua sự chứng đắc của con thì con quán sát tường tận các vi trần trong cơ thể con và thế giới chúng thì chẳng có sai khác và đều vốn từ Như Lai tạng. Những vi trần này đều phát sinh từ hư vọng, khi chúng diệt mất thì được sự đều được được trí tuệ viên thành và con bước lên đạo vô thượng. Đây là phương pháp đệ nhất. 20. Bây giờ đồng tử Nguyệt Quang liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ với trướng chạm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nhớ hồi xưa có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thủy Thiên, thì Ngài đã chỉ dạy các Bồ Tát về sự tu tập quán sát tánh của nước để vào chánh định. Khi ấy con quán sát tánh nước ở trong thân thể của con là chẳng tương đột lẫn nhau. Con bắt đầu quán sát nước từ nước mắt, nước mũi, nước miếng và như thế cho đến đàm, dịch, tinh huyết, nước tiểu và phân, tất cả thể lỏng trong thân thể của con là giống nhau, và tánh của nước trong thân thể của con cùng với tánh của nước ở bên ngoài thế giới là chẳng có sai khác. Và như thế cho đến xa tận biển Hương Thủy ở quốc độ Phù Tràng Vương thì tánh của nước cũng chẳng có gì khác biệt với nhau. Khi mới thành tựu pháp quán này, con chỉ nhìn và thấy nước ở trong thân thể con và chưa đạt đến vô thân. Khi con ngồi thiền tĩnh lặng vào một ngày nọ thì vị đệ tử của con đã nhìn vào thất qua khung cửa sổ và nhìn thấy toàn là nước trong veo tràn khắp ở trong thất mà chẳng nhìn thấy thứ nào khác. Khi ấy đồng tử tinh nghịch và vô tri nên đã ném cục đá vào trong đó, rồi tạo ra tiếng khi va chạm với nước. Đồng tử mảnh nhìn rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định thì thân thể của con hốt nhiên đau nhói ở tim. Đây, sự đau nhức này ví như đồng tử ví như tôn giả thu luận tử gặp quỷ dữ gây hại. Thì con tự suy nghĩ rằng mình đã đắc chánh định và từ lâu đã lìa khỏi các duyên để dẫn đến bệnh hoạn, thì có sao hốt nhiên lại đau nhói ở trong tim? Chẳng lẽ mình đã thoái chuyển rồi hay chăng? Khi ấy đồng tử liền đến chỗ của con và kể lại câu chuyện như trên. Con liền dạy rằng khi thấy vũng nước như trước, hãy mở cửa vào trong nước và lấy cục gạch ra. Khi ấy đồng tử nghe lời căn dặn, và khi con nhập định có vũng nước và cục gạch xuất hiện như trước, đồng tử liền mở cửa và lấy cục gạch ra. Sau khi xuất định thì thân thể của con bình thường như trước. Sau khi tu tập pháp quán này, con đã gặp vô lượng chư Phật và như thế cho đến khi Sơn Hải Tự Tại và Thông Vương Như Lai xuất hiện ở thế gian thì con mới được đạt đến vô thân. Con mới đạt đến vô thân khi đó tánh của nước ở trong thân thể của con và của biển Hương Thủy ở khắp thế giới trong mười phương đều hòa hợp vào chân không, không chân không, không sai, không không hai, không khác. Khi đấy ở trước Như Lai, con được gọi là đồng chân và con tham dự vào chúng hội của Bồ Tát. Nay Phật hỏi về viên thông, nhưng qua sự chứng đắc của con thì con quán sát nước là một vị lưu thông, con vào nước là một vị lưu thông, rồi con vào vô sanh nhẫn và con vào trong vô sanh nhẫn và được tuệ giác viên mãn. 21. Khi ấy ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, thưa với Phật rằng
Thưa Thế Tôn, thì con nhớ thời xưa có Đức Phật Vô Lượng Thanh xuất hiện ở thế gian, ngài đã khai thị cho các chư Bồ Tát về bổn sắc viên minh, ngài đã dạy quán sát thế giới cùng với thân thể của chúng sanh là cái duyên hư vọng và bị chuyển động bởi sức của gió. Khi ấy con quan sát sự thành lập của thế giới, quan sát sự di chuyển, quan sát khi thời gian di chuyển, quan sát thân con làm sao có thể di chuyển rồi lại dừng lại, và quan sát động niệm của con, thì con thấy rằng những sự di chuyển này đều giống nhau và tánh của những sự di chuyển này đều chẳng từ đâu đến và chẳng đi về đâu. Số lượng chúng sanh điên đảo thì nhiều như vi trần ở khắp mười phương, đồng như hư không cho đến hàng tỷ thế giới, tức là đại thiên thế giới, tất cả các chúng sanh ở trong đó đều như đám muỗi bị nhốt ở trong lọ, chúng kêu vo ve rối ren, điên cuồng náo loạn ở trong chiếc lọ nhỏ và hẹp. Sau khi gặp Đức Phật Vô Lượng Thanh thì con liền đắc vô sanh nhẫn. Khi ấy thân con, khi đó tâm con được mở thông và con có thể nhìn thấy đến tận mức độ của Đức Phật bất động ở phương tâm. Sau đó con trở thành vị Pháp Vương Tử và phụng sự chư Phật khắp mười phương, thân tâm của con được tỏa sáng và chiếu rọi vô ngại. Nay Phật hỏi về viên thông, nhưng qua sự chứng của con thì con đã quán sát sức của gió là chẳng có chỗ nương, và con vào chánh định hợp nhất với mười phương chư Phật rồi thọ và truyền thọ pháp của nhất tâm, đây là phương pháp đệ nhất. 22. Bấy giờ, hư không tại Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy thánh lễ với chứng chạm sát chân của Phật Tư Phật rằng, con và Như Lai, khi con và Như Lai ở chỗ của Đức Phật Định Quang thì con đã được thân vô biên, và con trên tay con cầm bốn châu báu lớn, chúng chiếu sáng vi trần số Phật độ và các quốc độ này. Và các quốc độ này á, thì hóa thành hư không. Tâm con hiện ra như một tấm gương tròn to lớn, ở trong đó phóng ra 10 loại ánh sáng tốt, vi diệu và tuôn tràn ở khắp thế giới, trong 10 phương cho đến tầng cùng cảnh giới của hư không. Hết thảy tỏi nước tràn hương đều phản chiếu ở trong gương và vào trong thân con. Khi ấy thân con đồng như hư không và chẳng bao ngày lẫn nhau. Con khéo vào các cõi nước để động làm Phật sự và tùy thuận như ý. Do con quán sát bốn đại này là chẳng có chỗ nương, do bốn nên được sức đại thần thông, và khi con nên được sức đại thần thông và do vọng tưởng mà bốn đại này sinh ra rồi diệt mất, các hư không cùng với các quốc độ của chư Phật mười phương thì giống như nhau, và chúng đều giống như nhau, và do phát quán sát này mà con được đắc vô sanh nhẫn. Nay Phật hỏi về viên thông, nhân qua sự chứng đắc của con thì con quán sát viên thông vô biên, con vào chánh định và được dự lực viên minh, đây là phương pháp đệ nhất. 23. Bây giờ từ thiện liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ với chiếc đạo sát trong của Phật Vua Vết Phật Trần. Thưa Thế Tôn, con nhớ thời xưa có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh xuất hiện ở thế gian, con đã theo học ngài và xin ra, thì tuy nhiên á, thì lòng con tham những cái danh lợi của thế gian, và con
lai vãng đến những gia đình quyền quý. Đức Phật đã dạy con tu tập để vào chánh định và tư duy tất cả chỉ tồn tại ở trong thức tâm, ở trong tâm thức. Và khi vào được chánh định này, trải qua số kiếp cho đến ngày nay, con phụng sự chư Phật khắp mười phương. Khi đó lòng ham muốn dâm dục, ở lòng ham muốn danh lợi của con ở thế giới xưa kia diệt mất và không có dấu vết. Và cho mãi cho đến khi Đức Phật nhiên đăng xuất hiện ở thế gian, con mới được chứng đắc vô thượng diệu viên thức tâm chánh định. Con hiểu rằng các quốc độ của chư Phật khắp mười phương dù là thanh tịnh quấy trượt hay cả hai thì đều là do tâm của con biến hiện ra. Và do con xác liễu như thế rằng tất cả đều chỉ tồn tại ở trong tâm thức, và do con giác ngộ rằng thức tánh của thức lưu xuất vô lượng Như Lai, khi đó con được đạo ký đặt vị Phật kế tiếp. Nay Phật hỏi về thiên thông, nhân qua sự chứng đắc của con thì con quán sát tất cả điều chỉ con quán sát tất cả điều chỉ tồn tại ở trong thức tâm. Do đó mà tâm của con được viên mãn minh liễu và do đó mà tâm của con được viên mãn minh liễu và con vào tánh trạng nhiên thành và con được vào tánh viên thành thật. Con rời xa tánh y tha khởi và tánh biến kế chấp, đây là phương pháp đại nhất. 24. Bây giờ Đại Thế Chí Pháp Vương tưởng liền từ chỗ cùng với 52 vị Bồ Tát đồng hành với ngài liền từ chỗ dạy thanh lễ với chính chấp sắc trong của Phật thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nhớ thời xưa khi Đức Phật vô lượng quang xuất hiện ở thế gian, khi ấy có 12 vị Như Lai kế tiếp đồng xuất hiện trong kế tiếp nhau xuất hiện ở trong cùng một kiếp. Đức Phật sau cùng là Siêu Nhật Nguyệt Đăng, thì ngài đã dạy con niệm và chứng định ví như có hai người, là một người luôn nhớ, một người luôn quên, và nếu như vậy thì họ gặp nhau thì cũng như chẳng gặp, họ thấy nhau thì cũng giống như chẳng thấy. Và nếu như hai người này luôn nhớ đến nhau thì họ sẽ luôn nhớ nhớ mãi, và trải qua đời đời kiếp kiếp sẽ như hình với bóng và chẳng thể lìa xa. Chư Như Lai thương nhớ chúng sanh thì cũng giống như mẹ với con. Nếu như con muốn bỏ trốn, dù mẹ có thương nhớ đến đâu thì nhưng cũng không làm cách nào được. Nếu mẹ và con thương nhớ lẫn nhau thì mẹ và con sẽ không thể tách lìa. Như vậy, khi mà chúng sanh nhớ Phật niệm Phật thì nhất định sẽ nhìn thấy Phật. Do cách Phật chẳng xa nên không cần dùng phương tiện. Khi đó tâm tự khai mở, cũng giống như người mà ở gần hương thơm thì thân thể sẽ tự có mùi hương. Đây được gọi là hương thơm trang nghiêm. Khi ở nhân địa, con đã dùng tâm để niệm Phật mà con được đắc vô sanh nhẫn này ở thế gian. Con nhiếp thọ cho những chúng sinh nào niệm Phật về tịnh độ. Phật hỏi về viên thông, con chẳng tuyển lựa căn nào trong sáu căn là dễ, con chẳng biết căn nào trong sáu căn là dễ dàng đạt đến viên thông, nhưng con nhận biết rằng khi mà thu nhiếp trọn sáu căn và tình hình kế tiếp thì sẽ vào chánh định, đây là phương pháp đẹp nhất. Kinh Đại Phật Cánh Kiên Cố và một nhân